Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị và các đồng chí, để góp phần đưa luật biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, hơn một năm qua, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã và đang tích cực triển khai quán triệt các văn bản, hướng dẫn thi hành luật, đồng thời tham mưu phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ngoài luật biên phòng Việt Nam năm 2020, thì trước đó chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định liên quan đến biên giới quốc gia, như nghị định số 34 năm 2014 của chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền, nghị định số 71 năm 2015 của chính phủ về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghị định 96 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong năm 2022, những tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng biên phòng công an đã phát hiện nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, các hành vi vi phạm quy chế biên giới. Đây là những trường hợp người dân sống gần khu vực biên giới, khách du lịch tham quan trải nghiệm, người dân qua lại biên giới để làm ăn buôn bán, vi phạm chủ quan có, khách quan có. Để giúp cho quý vị có thể hiểu hơn về biên giới quốc gia được quy định trong luật biên phòng Việt Nam 2020, xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay, Thượng tá Tạ Ngọc Tuân, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Xin chào Thượng tá. Vâng, xin chào chị Ngọc Thạch và quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa Thượng tá có thể cho biết là khái niệm về biên giới quốc gia là gì ạ? Vâng, xin báo cáo với lại chị Ngọc Thạch và quý vị khán giả, biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, thì được quy định trong điều 1 luật biên giới quốc gia. Theo đó thì biên giới quốc gia được xác định là một đường thẳng và mặt thẳng đứng, theo đó xác định lãnh thổ của biên giới đất liền, lãnh thổ của đảo và các đảo, các quần đảo, trong đó có cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đồng thời là để xác định là vùng biển, lòng đất và không phận của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái khái niệm biên giới quốc gia này ấy, nó hoàn toàn phù hợp với cái thông lệ quốc tế và các cái quy định của quốc tế. Vậy thì thưa Thượng tá, còn đối với khu vực biên giới đất liền, vành đai biên giới và vùng cấm thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào ạ? Đối với khu vực biên giới đất liền, vành đai biên giới và vùng cấm ấy, thì cái này được quy định rất là cụ thể trong cái nghị định 34/2004 của chính phủ. Thì theo đó thì tại cái nghị định 34 này ấy, thì khu vực biên giới đất liền ấy là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bao gồm xã, phường, thị trấn và đơn vị hành chính tương đương có một phần địa giới hành chính chung với đường biên giới quốc gia, thì đấy là được gọi là khu vực biên giới. Còn đối với lại vành đai biên giới thì đó là một phần lãnh thổ là từ đường biên giới quốc gia trở vào, được thiết lập để nhằm quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện ở trong cái vành đai biên giới và duy trì an ninh trật tự, phòng chống là các cái hành vi vi phạm pháp luật. Đấy. Trong cái vành đai biên giới này ấy, thì được xác định là nơi rộng nhất là không quá 1.000 mét và nơi hẹp nhất là không quá 100 mét. Còn những cái trường hợp đặc biệt ấy, thì do chính phủ quy định. Thế thì đối với vùng cấm ấy, thì là cái vùng là người ta xác lập nằm trong cái khu vực biên giới đất liền. Thế thì cái việc xác định cái vùng cấm này để quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh trật tự, phòng chống, ngăn chặn các cái hoạt động xâm nhập, phá hoại, khai thác, thu thập cái bí mật của nhà nước. Thế thì đối với lại cái khu vực biên giới, vành đai biên giới và cái vùng cấm này
theo cái nghị định 34 năm 2014 của chính phủ này thì nó cũng hoàn toàn là phù hợp với lại cái điều ước quốc tế. Trong đó đối với lại cái biên giới tỉnh Tây Ninh này ấy, thì trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia này ấy, thì nó hoàn toàn phù hợp với lại cái hiệp định về quy chế biên giới năm 1983 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Campuchia. Theo đó thì cái điều 3 trong cái hiệp định về quy chế biên giới năm 83 thì người ta cũng là hai bên thỏa thuận với nhau ấy, xác định một khu vực coi đó là khu vực biên giới thuộc xã và đơn vị hành chính tương đương có một phần địa giới hành chính trùng với lại cái đường biên giới Việt Nam Campuchia. Vậy thì đồng chí thượng tá có thể thông tin thêm về các hành vi mà chúng ta cấm trong cái khu vực và tại biên giới không ạ? Trong cái hành vi bị cấm ở khu vực biên giới thì cái điều 4 của cái nghị định 34 thì cũng đã được quy định rất là rõ ràng. Trong đó có 9 cái hành vi cấm ở trong khu vực biên giới. Thứ nhất là làm hư hỏng, hủy hoại, xê dịch hoặc mất mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới, các cái biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm và các cái công trình trên biên giới. Cái điều cấm thứ hai là làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, làm cạn kiệt nguồn nước, gây ngập úng, ô nhiễm môi trường của sông suối biên giới. Cái thứ ba là cư trú, khai thác lâm thổ sản, thăm dò khai thác khoáng sản, thủy sản trái phép. Cái thứ tư là việc vượt biên giới, làm ruộng rẫy, săn bắn, chăn thả gia súc. Cái thứ năm là chôn cất, chuyển dịch mồ mả, vận chuyển thi thể, hài cốt, động vật, thực vật và các động vật qua biên giới, không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cái thứ sáu là bắn súng qua biên giới, gây nổ, chặt phá và đốt cây khai hoang trong vành đai biên giới. Cái thứ bảy là quay phim, chụp ảnh, ghi âm, đo vẽ cảnh vật ở nơi có biển cấm trong khu vực biên giới. Cái thứ tám là hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại. Và cái điều cấm thứ chín là các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật pháp Việt Nam và các hiệp định, hiệp ước về quy chế biên giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết với lại Campuchia. Vâng, thưa đồng chí thượng tá, thì kết quả công tác phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của chúng ta hiện nay thì thực hiện như thế nào ạ? Về cái việc công tác phân giới cắm mốc trong thời gian vừa qua thì thực hiện cái hiệp ước bổ sung 2005 giữa Việt Nam và Campuchia thì hai bên tiến hành phân giới cắm mốc trên thực địa. Cho đến nay ấy, thì tại địa bàn Tây Ninh ấy, theo cái hiệp ước mà hoạch định biên giới cũng như là cái nghị định thư phân giới cắm mốc 2019 ấy, mới nhất thì đường biên giới của tỉnh Tây Ninh ấy, của chúng ta là dài 233,789 km, trong đó thì có 49,094 km đường biên giới đi trên sông suối. Thì đến nay hai bên ấy là đã cắm được 102/109 mốc chính, 370 mốc phụ và 109 cọc dấu. Đấy là cái kết quả cho đến cái thời điểm hiện nay. Tuy nhiên ấy thì đối với lại biên giới Tây Ninh thì vẫn còn tồn tại hai cái khu vực chưa hoàn thành công tác phân giới cắm mốc. Trong đó là có một khu vực gồm 7 mốc chính ấy, là từ mốc 138 đến 146 thuộc đồn biên phòng Vàm Tràng Châu và cửa khẩu Phước Tân, là hai bên chưa hoàn thành cái việc chuyển vẽ bản đồ. Và một đoạn biên giới ấy, từ mốc 168 đến mốc 169 ấy, khoảng gần 2 km nữa là hai bên chưa phân giới trên thực địa. Đây cũng là một trong những cái điểm tồn tại trên toàn tuyến biên giới Việt Nam Campuchia về phân giới cắm mốc. Thế thì đối với những cái các cái khu vực mà đã phân giới cắm mốc rồi ấy,
thì chúng ta thực hiện cái việc quản lý bảo vệ biên giới theo cái nghị thư phân giới cắm mốc năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2021. Còn đối với lại các cái khu vực mà chưa hoàn thành công tác phân giới cắm mốc thì chúng ta tiếp tục thực hiện theo điều 3 của hiệp ước bổ sung 2005 cũng như là thông cáo báo chí ngày 17 tháng Giêng năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó thì đối với những cái đoạn mà chưa phân giới cắm mốc này thì chúng ta vẫn quản lý biên giới theo đường biên giới quản lý thực tế. Tức là gì, trong cái thỏa thuận của hai bên thì trong khi chờ đợi giải quyết những cái tồn tại về biên giới thì quản lý biên giới như hiện nay. Xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Thượng tá Tạ Ngọc Tuân. Và tin chắc rằng là với những thông tin này thì quý khán giả của chương trình đã có thêm những cái thông tin hiểu biết về biên giới quốc gia. Ngoài ra, tại Nghị định 96 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Theo đó, một số hành vi có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cụ thể, tại khoản 2 điều 5, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: làm hư hại mốc quốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo, làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia, xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 m tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc hoặc 100 m tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia. Thưa quý vị khán giả, chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.